Và kính thưa quý vị, hân hạnh cho Nguyên Doanh ngày hôm nay tại hội chợ y tế trung tâm quận Cam thì Nguyên Doanh được tiếp chuyện với cô Jacqueline Trinh. Và đây là một cái điều mà Nguyên Doanh rất là mến mộ, là cô Jacqueline Trinh là phụ tá cho thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Và hôm nay cô Jacqueline Trinh sẽ cùng với Nguyên Doanh sẽ đi một cái vòng rảo qua tất cả những cái dịch vụ mà trong cái hội chợ y tế ngày hôm nay. Và xin cảm ơn Jacqueline Trinh, và xin Jacqueline Trinh cũng có một vài lời với quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ, thưa Jacqueline Trinh, xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài KVLA. Dạ, xin cảm ơn chị. Và sau đây quý vị hãy cùng Nguyên Doanh và Jacqueline Trinh sẽ đi tất cả qua tất cả những dịch vụ mà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn mới trình bày đến quý vị trong cái ngày hội chợ y tế quận Cam hôm nay. Xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị, hội chợ y tế trung tâm quận Cam thì theo cái lịch trình là 7 giờ rưỡi thì mới bắt đầu làm việc. Nhưng mà theo cái lời hướng dẫn của Jacqueline Trinh là coi như 3 giờ sáng là các quý vị đã đến để ghép, để xếp hàng để mà ghi danh, phải không ạ? Dạ thưa vâng, dạ thưa, có rất nhiều các cư dân đã đến đây từ sáng sớm để được phục vụ nhãn khoa hoặc là nha khoa. Đó là hai cái quan trọng nhất mà các cư dân ở đây đã đến từ sáng sớm. Và... dạ vâng. Và kính thưa quý vị, khi quý vị cũng thấy là tất cả đồng hương của chúng ta đứng đây để mà ghi danh. Rồi sau đó sẽ vô trong đó tùy theo những cái mà bệnh hoạn, hoặc ví dụ như là về răng, về mắt, về kiến vân vân. Thì xin quý vị hãy cùng với Nguyên Doanh và Jacqueline Trinh đi tiếp tục đi để mà theo dõi tất cả những dịch vụ y tế ngày hôm nay tại hội chợ y tế trung tâm quận Cam. Hai anh em vừa mới đi qua cái chỗ mà để các quý vị đồng hương ghi danh đó. Thì bây giờ Nguyên Doanh thấy ở đây là có là về mắt này, về răng vân vân. Thì xin Jacqueline Trinh cũng chia sẻ thêm cái thủ tục ở đây như thế nào. Dạ vâng. Dạ thưa, sau khi mà họ xếp cư dân xếp hàng rồi lấy số rồi thì sẽ lần lượt qua bên đây chỗ này để mà ghi danh, để lấy tên, những cái tiểu sử, những cái quá khứ về sức khỏe của mình, tình trạng để bác sĩ chuẩn bị khám cho họ. Vâng. Thì sau khi mình ghi danh ở đây rồi thì chúng ta sẽ vào bên trong tùy theo là cái nhu cầu của người bệnh nhân là nha khoa, nhãn khoa hay là y khoa. Vâng, cảm ơn Trinh. Và kính thưa quý vị, đây chỉ là một cái hội chợ y tế của quận Cam, mà Nguyên Doanh bước vô trong cái phòng này, Nguyên Doanh thấy giống như là một cái bệnh viện. Xin Jacqueline Trinh chia sẻ cái vấn đề này. Dạ vâng. Dạ thưa, đó là lý do tại sao như anh thấy ở đây rất trang bị rất là đầy đủ tất cả các máy móc cho các nha sĩ làm việc ở đây. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là hội chợ y tế của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn là một hội y tế rất là đặc biệt, vì chúng ta đã trang bị rất là đầy đủ tất cả những dụng cụ cần thiết để làm những cái công việc nha khoa, và ngay cả những nha sĩ ở đây là những nha sĩ hàng đầu của quận Cam chúng ta. Cảm ơn. Về nhãn khoa, các bác sĩ nhãn khoa đang khám cho các bệnh nhân để có toa. Thì khi mà có toa rồi chúng ta sẽ ra chọn kiến và sẽ cắt mắt kiến ngay tại chỗ. Và thưa quý vị, Nguyên Doanh ngỡ đây không phải là một cái hội chợ y tế tại quận Cam, mà cũng không phải là một cái bệnh viện bỏ túi nữa, mà đó là một cái bệnh viện thực sự luôn, mà chỉ trong vòng có một ngày mà phục vụ cho tất cả quý vị đồng hương. Một cái điều làm Nguyên Doanh rất là ngỡ ngàng và là trân trọng. Dạ thưa, cảm ơn anh. Và thật sự ra một việc rất là đặc biệt hơn, đó là hoàn toàn miễn phí cho tất cả các cư dân. Để có cái ngày hôm nay ấy, thì không phải là 1, 2, 3 ngày, mà 8, 9 tháng nay thì mới có cái ngày hôm nay, phải không thưa chị? Dạ thưa vâng. Nhưng mà nếu chúng tôi không có được những bác sĩ, những nha sĩ và các tình nguyện viên mà không giúp đỡ chúng tôi thì chúng tôi không làm được cái công việc này. Thành ra là đó là cái công việc của chung. Thành ra rất cảm ơn tất cả các tình nguyện viên cũng giống như các bác sĩ, các nha sĩ. Vâng. Và với cái sự suy nghĩ thô thiển của Nguyên Doanh cứ nghĩ là hội chợ y tế là nơi đó chắc có mua bán hoặc là vui chơi như là các cái hội chợ khác. Nhưng mà không, thưa quý vị, đây là một cái bệnh viện thực sự về răng, về mắt và về y khoa, tiểu đường, khám mắt vân vân đều được phục vụ một cách rất là chu đáo. Mà quý vị biết là chỉ trong vòng có một ngày thôi
Nhưng mà riêng cái hội chợ ngày hôm nay thì Hương Doanh được biết là hôm nay và cả ngày mai nữa. Nếu quý vị ngày hôm nay quý vị đến không được thì xin quý vị hãy đến ngày mai để ở đây được phục vụ và chăm lo sức khỏe cho quý vị. Bên này là y khoa, thì như anh thấy bên này là phòng khám tổng quát. Bắt đầu từ đây, không những khám tổng quát mà cũng khám cho những vấn đề về phụ nữ nếu mà cần thiết. Thì nói chung là thật sự đó không phải là khám screening cho phụ nữ. Vâng, rồi cũng có những cái lab, phòng lab để đo máu, đo độ đường. Vâng. Thành ra có đầy đủ, rất đầy đủ. Cholesterol cũng được. Dạ thưa vâng, dạ thưa vâng. Dạ. Và kính thưa quý vị, sau lưng của Nguyên Doanh và cũng như là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn và người bạn của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đó là một cái banner mà 7 giờ rưỡi sáng nay thì Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã trao những bảng vinh danh cho tất cả những cái cơ quan hoặc là những cái đoàn thể mà đã giúp cho cái hội chợ y tế trung tâm Quận Cam ngày hôm nay. Phải không ạ? Dạ đúng, và trong cái đó là một người đó, đó là ông bác sĩ Jim Keen ở cơ quan và của Ram. Và rồi chúng tôi cũng xin cảm ơn bác sĩ ông Jim đã giúp cho chúng tôi và giúp cho quý vị đồng bào bữa nay. I just introduced you, and one of the things that was mentioned is that, you know, this morning earlier we gave some certificates, and one of the organization we gave is to Ram. And so I wanted to see if you can say a few words of the event today, and you know, what do you see, and what is the gain for the community? All right. Well, first of all, RAM's very excited to partner with your office and the center's offices. Allows us to come into the community. We otherwise don't have adequate connections to be able to offer these services. We bring some capabilities, the ability to make eyeglasses, the ability to do dental work, the ability to do some medical care, and some of the organization. But it really takes community host groups like the center's office to be able to provide that connection and link. We hope that we can make at least 300 or 400 pairs of glasses today, 300 or 400 teeth to be fixed or pulled or whatever is necessary. And we hope to come back year after year. Perfect. Thank you. Yeah. Cảm ơn Thượng sĩ Janet Nguyễn và thank you doctor. Thank you. Và kính thưa quý vị, bên cạnh Nguyên Doanh là dược sĩ Nguyễn Đình Thức, thì quý vị cũng không xa lạ gì với dược sĩ Nguyễn Đình Thức, vì trong tất cả những cái event tại Quận Cam, nhất là về cái công tác xã hội là mà có Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn tài trợ hoặc là giúp đỡ, mà những cái lúc mà Thượng nghị sĩ bận thì dược sĩ đã thay mặt để mà đưa những cái bằng tưởng lục, bằng khen hoặc là chia sẻ những cái điều gì mà Thượng nghị sĩ muốn nói đó. Thì hôm nay trước ống kính truyền hình của đài truyền hình KVLA, xin dược sĩ có một vài lời chia sẻ trong cái ngày hội chợ y tế này. Và kính thưa quý vị, sau lưng của Nguyên Doanh và cũng như là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn và người bạn của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đó là một cái banner mà 7 giờ rưỡi sáng nay thì Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã trao những bảng vinh danh cho tất cả những cái cơ quan hoặc là những cái đoàn thể mà đã giúp cho cái hội chợ y tế trung tâm Quận Cam ngày hôm nay. Phải không ạ? Dạ đúng, và trong cái đó là một người đó, đó là ông bác sĩ Jim Keen ở cơ quan và của Ram. Và rồi chúng tôi cũng xin cảm ơn bác sĩ ông Jim đã giúp cho chúng tôi và giúp cho quý vị đồng bào bữa nay. I just introduced you, and one of the things that was mentioned is that, you know, this morning earlier we gave some certificates, and one of the organizations we gave is to Ram. And so I wanted to see if you can say a few words of the event today, and you know, what do you see, and what is the gain for the community? All right. Well, first of all, RAM's very excited to partner with your office and the center's offices. Allows us to come into the community. We otherwise don't have adequate connections to be able to offer these services. We bring some capabilities, the ability to make eyeglasses, the ability to do dental work, the ability to do some medical care, and some of the organization. But it really takes community host groups like the center's office to be able to provide that connection and link. We hope that we can make at least 300 or 400 pairs of glasses today, 300 or 400 teeth to be fixed or pulled or whatever is necessary. And we hope to come back year after year. Perfect. Thank you. Yeah.
Cảm ơn Thượng sĩ Janet Nguyễn và thank you, doctor. Thank you. Và kính thưa quý vị, bên cạnh nguyên danh là dược sĩ Nguyễn Đình Thức, thì quý vị cũng không xa lạ gì với dược sĩ Nguyễn Đình Thức, vì trong tất cả những cái event tại quận Cam, nhất là về cái công tác xã hội là mà có Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn tài trợ hoặc là giúp đỡ, mà những cái lúc mà Thượng nghị sĩ bận thì dược sĩ đã thay mặt để mà đưa những cái bằng tưởng lục, bằng khen hoặc là chia sẻ những cái điều gì mà Thượng nghị sĩ muốn nói đó. Thì hôm nay trước ống kính truyền hình của đài truyền hình KVL xin dược sĩ có một vài lời chia sẻ trong cái ngày hỗ trợ y tế này. Chào anh Nguyên Doanh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, và chào quý vị khán thính giả. Tôi là phụ tá của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Hôm nay chúng tôi rất là làm vui vì cái hội chợ y tế này hàng năm chúng tôi có tổ chức, cho nên quý vị đồng hương tới rất là đông. Điều đó là chúng tôi cảm thấy vui bởi vì có cơ hội để giúp cho nhiều đồng hương. Thì hôm nay quý đài có tới đây thì cũng xin cảm ơn quý đài và đã phổ biến được những cái tin tức rất là ích lợi tế đồng hương, và mong rằng ngày mai chủ nhật chúng tôi vẫn còn tổ chức ngày nữa, thì hôm nay những quý vị nào chưa tới kịp đó thì có thể ngày mai tới. Hôm nay trời cũng thương cho nên là mát và cũng đông đủ đồng hương tới, cho nên tụi tôi cũng thấy là làm vui lắm và cũng sẽ hết sức cố gắng để mà phục vụ đồng hương. Xin cảm ơn anh. Vâng ạ. Xin cảm ơn dược sĩ đã có một cho đài truyền hình KVL có một cuộc phỏng vấn về cái dịch vụ ngày hôm nay. Xin cảm ơn dược sĩ. Xin cảm ơn anh Doanh và xin cảm ơn quý vị. Và Nguyễn Doanh cũng được hân hạnh được tiếp chuyện với bác sĩ Nguyễn Hữu Đức ở Trung tâm Y tế Nhân Hòa. Xin chào bác sĩ. Hi, chào anh. Và theo được biết thì bác sĩ vừa chuyên khoa về răng với gì nữa? Dạ, cái background của cháu là nha sĩ, nhưng mà cháu là hiện giờ là bác sĩ y khoa tại Trung tâm Y tế Nhân Hòa. Thì Nguyễn Doanh cũng thấy là Trung tâm Y tế Nhân Hòa cũng là một cái trung tâm mà cũng giúp đỡ cộng đồng chúng ta về mọi mặt về vấn đề y tế. Và xin bác sĩ cũng chia sẻ thêm cái vấn đề này. Dạ vâng, thì Trung tâm Y tế Nhân Hòa là một cái trung tâm y tế bất vụ lợi, thì là có khi mà được văn phòng của Janet Nguyễn mời đến để dự hội chợ này thì tụi cháu rất là happy to join you guys. Thành ra nếu mà mình có thêm được một cái nguồn mà resource cho cái medical care thì patient, thì đây cũng là một dịp để mà reach out to một cộng đồng. Dạ vâng. Và hôm nay thì bác sĩ đến đây với những nhiệm vụ như thế nào? Thì là nhiệm vụ là tất cả là sau khi mà bệnh nhân mà được mà truy tầm những cái bệnh như thế này, thì là sau đó nếu mà quý vị không có mà những cái bảo hiểm hoặc là không có văn phòng gì đó thì có thể welcome đến Nhân Hòa để mà được chăm sóc về sức khỏe, y tế, nha khoa, ngay cả nhãn khoa, và có thể sức khỏe về tâm lý luôn. Vì Nguyên Doanh cũng không gì xa lạ với Trung tâm Y tế Nhân Hòa, thì bác sĩ cũng biết rằng là Trung tâm Y tế Nhân Hòa hiện giờ đó đã đang được đài KVLA, đài của chúng tôi đang làm việc, là hỗ trợ và để mà quảng bá đến những cái dịch vụ y tế tại Trung tâm Y tế Nhân Hòa. Và Nguyên Doanh cũng xin cảm ơn bác sĩ và chúc sức khỏe đến bác sĩ. Cảm ơn chú và cảm ơn đài KVLA đã làm cho Nhân Hòa được biết đến với là số đông của bệnh nhân của trong vùng Orange County của mình. Ok, xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị. Qua ống kính truyền hình của đài truyền hình KVLA trên băng tầng 56.5 và trên hệ sóng Galaxy 19, quý vị vừa xem qua cái chương trình của hội chợ y tế của văn phòng Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn tổ chức. Và qua những hình ảnh này, Nguyễn Anh xin tạm biệt quý vị và hẹn lại trong chương trình phóng sự cộng đồng lần tới. Xin cảm ơn.